tháng 8 này cũng là khoảng thời gian trong không khí tụ trường dành cho các bạn nhỏ. Và vào ngày 10 tháng 8, Ủy ban Nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức công bố kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn của thành phố. Theo đó, các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ bắt đầu tụ trường vào ngày 22 tháng 8. Riêng khối mầm non sẽ tụ trường muộn hơn vào ngày 31 tháng 8. Tất cả các bậc học, kể cả bậc mầm non, sẽ khai giảng đồng loạt vào ngày 5 tháng 9 trên toàn thành phố.